À, dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bò sa cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ cửa anh Hiệp. Chỗ anh là chuyên về làm bình lọc mai hả cô chú anh chị. Giá rất là hữu nghị luôn ạ. Mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho vườn cửa anh Hiệp quý cô chú ha. Rồi em xin phép được vô clip luôn nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào ông chủ ơi. Rồi chào Phương ha. Thì em cũng chào cô chú anh chị gần xa. Thì địa chỉ của em là ở Tân Thiền, Chợ Lách, Bến Tre. Thì em cũng giao lưu những cặp lọc bình mai như những clip trước. Thì cũng mong là cô chú anh chị mình giao lưu ủng hộ qua số điện thoại là 0376 640 293. Thì em xin vào với cái lọc bình mã số 1 luôn ha cô chú. Dạ. Rồi đầu clip nha cô chú anh chị. Rồi cặp mã số 1. Một bình 30 cây phải không anh? À, lọ bình 30 cây. Dạ. Rồi. Mình có khuôn nên là đang rất là đều ha cô chú. Chị chọn cây cũng đều luôn nha cô chú ha. Rồi, em xin thông số luôn nè. Ngay hoành gốc là 79 ha. Dạ. Ngay cái bụng bự là 1m17 luôn. Phần cổ là 60. Yeah. À, chiều cao là 1m15 ha. Yeah. Rồi nhìn cái bình nó rất là thanh thoát ấy, mấy cô chú anh chị. Rồi cặp mã số 1 này mình giao loại bình nha. 30 cây này thì một bình em giao lưu với cô chú mình là 1 triệu ha, là bao ship một cặp 2 triệu ha, là bao ship toàn quốc luôn. Một bình cũng bao ship nữa ha. Một bình là cũng bao ship luôn. Dạ. Mấy cái này cũng đã lên một số bút nụ kia mà hết cô chú ha. Này mình chơi Tết được đúng không anh? Cái này thì Tết nay mình có qua để mình chơi ha. Tại lúc gài nó cũng lên nụ kim nhiều. Dạ rồi, cặp số 1 1 triệu nha cô chú chị. Cái này mình đồng giá phải không anh? Đồng giá là 1 triệu hết ha. Dạ rồi. Rồi mã số 2, cặp số 2. Mã số 2 luôn. Nó cũng cỡ cỡ với nhau hả cô chú anh chị nha. Hoành gốc là 80 ha. Dạ. Hoành bụng là 1m17 luôn. Dạ. Hoành cổ là 60. Dạ rồi. Chiều cao là 1m1 ha cô chú. Thì cái này đặc biệt cái hoành thân của nó rất lớn ha. Nó gần cỡ ngón tay út mình đó cô chú. Rất là to luôn. Những cây này thì mình nuôi nó rất là nhanh liền nha. Dạ. Thì cây nó cũng đang phúng nhưng mầm non lên rất là nhiều. Tại bình nó cũng từ 3 đến 4 tháng á. Nên nó rất là khỏe. Thì cái này là mai quấn rễ hết nha. Dạ. Mình quấn tròn cổ là sau này cái củ đế mình nó sẽ nở ha. Dạ. Rồi cặp mã số 2 này cũng là 1 triệu một bình. Một cặp là 2 triệu bao ship luôn cho cô chú mình ha. Dạ. Dạ, tiếp theo cặp bình mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi, cặp bình mã số 3 luôn. Rồi, em vào thông số. Rồi, hoành là 79 ha. Dạ, 79 rồi. Cầm họ nó cũng bị... Đang rất là đều khích ha cô chú anh chị. Nhìn cái bình cứng cáp luôn nha cô chú ha. Rồi, hoành bụng lọc mét 16 ha. Dạ. Rồi, hoành cổ là 56 luôn. Dạ. Chiều cao là 1m2 ha. Cái này tán lá nó rất là lớn ha cô chú. Rất là rộng luôn. Cái này thì nửa qua tên này nó rất là nhiều ha. Thì cái này về nhưng mà cô chú mình muốn vô dây mình sửa vẫn được nha. Tại nhánh của nó chắc khoảng từ 6-7 tấc ha. Rất là dài luôn. Rồi bình mã số 3 cũng là 1 triệu luôn quý cô chú. Rồi, mã số 3 cũng 1 triệu bao ship hả cô chú. Dạ mình có giao sỉ không anh? Bên vườn thì số lượng nhiều lắm nên cô chú mình muốn mua sỉ thì mình cứ alo số điện thoại em ha. 0376 640 293 thì em sẽ báo cái giá sỉ cho cô chú chị mình. Dạ. Về mình bán lại ha. Dạ. Rồi em đợi nha. Theo là mã số 4 nha cô chú anh chị. Cái này cô chú anh chị mình để một cặp phía trước là chơi bông là Tết là ngon lành luôn nha cô chú anh chị.
Rồi, hoành góc là 80 ha. Hoành bụng là 1m17 luôn. À, hoành cổ là 59. À, chiều cao là 1m1 ha. Thì lúc gài nó cũng lên nụ kim nhiều ha cô chú. Nói chung nó cũng có một số nụ bự bự nè. Nụ cũng to ha. Mấy phần nụ này thì Tết nở là 100% mà ha. Còn nụ kim thì nó lên nó tấn theo thì nó cũng nở cũng nói chung là cũng đều đầu. Và cái miệng bình cũng khá lớn ha cô chú anh chị ha. Rồi, rồi cặp mã số 4 này thì cũng đồng giá mình là 1 triệu một bình ha. Thì cô chú mình mua một cặp thì 2 triệu bao ship cho mình ha cô chú. Một bình cũng bao ship luôn không? À, một bình mình cũng bán luôn ha. Tại vì cũng có một số anh chị mình mua một bình á. Thì cô chú mình cứ mua thì em cũng sẽ bán đồng giá mình là 1 triệu luôn. Dạ rồi. Dạ tới cây mã số 5 nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 5 luôn ha. Rồi, bình lộc mai mã số 5, một bình là 30 cây mai con bóng rễ nha cô chú anh chị. Ghép rất là sắp rất là đều cây nha cô chú anh chị. À, hoành gốc là 80 ha. Dạ. Bụng bự là 1m17 luôn. À, hoành cổ là 60. Để em đo cái tán ngang cho cô chú anh chị mình xem luôn. À, đường kính là 77 ha. Rất là rộng luôn. Chắc là nở chừng mười mấy 20 cái bông lên trên này là dễ thương lắm rồi cô chú anh chị. À, chiều cao là 1m15 ha cô chú. À, cặp bình này thì nó khỏe nhiều rồi nha. Thì tại vì cây cắt cũng tầm 5 tháng á cô chú nên nó không có bị hao như cái lúc mà mình mới kết đâu nha. Dạ. Bình rất là khỏe. Rồi cách chăm sóc thì mình hướng dẫn. À, cách chăm sóc thì khi mà ship hàng á, mình có gửi kèm cái giấy phía trong. Cô chú mình cứ giữ lại cái giấy chăm sóc để mình ươm chăm cây. À, cái này thì nó cũng rất là dễ tại cây mai hạt á, nên dễ chăm sóc hơn. Rồi, em xin đổi máy số nha. Dạ, tiếp theo cây mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi, bình mã số 6 luôn. Dạ, rồi, mình vô luôn nha. Rồi, hoành gốc là 80 ha. Dạ. Bình này hoành thân rất là to. Hoành bụng là 1m17 luôn. Rồi, cổ bình là 60 ha. Cái phần đầu trên này rất là đều rồi cô chú, 1m1 luôn. Nó rất là cân đối ha. Cái này đầu của nó phát triển đều nhau rất là đẹp. Mai con này thì rất là dễ tạo nụ hết cô chú anh chị. Bánh bao đây. À, rồi cũng là 1 triệu luôn ha. À, cũng 1 triệu một bình đồng giá. À, là bao ship, ship luôn chậu nha. Thì cô chú mình yên tâm, mình để y như vậy là mình gửi hàng tới nhà luôn, không có bị mất sức, không ảnh hưởng gì nha cô chú. Rồi em đỡ luôn nha. Dạ mã số 7. Rồi cái này cô chú anh chị mình về trồng đất là mau liền luôn anh ha. À, cái hoành thân này nó lớn lắm nên mình trồng nó nhanh liền hơn. Rồi hoành gốc là 80 ha. Dạ. Cây này rất là khỏe nên trời rất là mạnh luôn. À, hoành bụng là 1m2 luôn heo chú. Dạ. Rất là lớn luôn. Tại cái cây nó lớn thì cái hoành bụng nó sẽ lớn hơn những cái thân nhỏ. Rồi 58 hoành cổ ha. Cây này lên nút nụ kim rất là nhiều ha. 1m15 luôn cô chú ơi. Đây, ra những chồi rất là sung ha. Những cái này thì mình cứ để cho nó lớn hơi trọng trọng nữa mình lãi bỏ nha. Để cho nó phát triển cái phần ở trên này nhiều thì bông Tết nó nhiều hơn. Cây lựa chọn cũng đều đều nha không à cô chú anh chị. Rồi mã số 7 này cũng là 1 triệu. À, 1767 cũng 1 triệu là bao ship luôn cho cô chú gần xa mình luôn. Thì bên em là bao ship toàn quốc nha. Ở đâu em cũng giao được đến nhà cho cô chú ha. Dạ. Dạ, tiếp theo cây số 8 nha mấy cô chú anh chị.
Đi vô nhà đi con. Đi vô nhà đi. Đi nhà đi. Dạ, mã số 8 cũng là bình lọc mai 30 rồi, cây đó. À, loại bình 30 cây luôn ha. Rồi, để đo hông số hoành gốc cho cô chú mình tham khảo luôn. Rồi, 80 ha. Dạ. À, hoành bụng là 1m17 luôn. À, ngay cái cổ là 60 ha. Rồi, chiều cao là 1m2. Rồi, cái này 1 triệu luôn hả cô chú? À, mã số 8 này cũng đồng giá mình là 1 triệu một bình hả cô chú? Dạ. Thì một cặp cũng cân đối, nó rất là giống nhau. Nên cô chú mình mua một cặp thì em gửi đúng một cặp, hai bình rất là cân ha. Cây mình quấn rễ hết nha cô chú. Đây, phần rễ quấn nó nụ lên ha. Dạ. Cây nào cũng quấn hết. Dạ, rồi, mã số 8. Rồi, mã số 9 nha cô chú anh chị. Bình lọc mai đang 30 cây mỗi bình hả cô chú anh chị? Rồi, cặp mã số 9 luôn ha. Dạ. Rồi, hoành gốc là 78 hả cô chú? Dạ. Rồi, hoành bụng là 1m17 luôn. Hoành cổ là 57. À, chiều cao là 1m2 ha. Bình này rất là cao luôn. Thì mã số 9 này em cũng đồng giá mình ha, là 1 triệu một bình nha cô chú. Dạ. À, cách chăm sóc cây thì cũng đã có ở trong mỗi một cái bình ha cô chú anh chị. Mình cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Hiệp ha. Rồi, 1 triệu mã số 9. Rồi, em gửi luôn nha. Rồi, mã số 10. Mã số 10 bình này. Rồi, lên mã số 10 luôn ha. Bình này rất là lực nha cô chú. Rồi, hoành gốc là 80 ha. Dạ. Bình này thì mình yên tâm, cây không bao giờ chết nữa nha cô chú. Rất là khỏe. 1m19 ha. Dạ. Hoành bụng rất là lớn luôn. Rồi, hoành cổ là 59 luôn. Dạ. Cây này cũng khá là cây cao. Cây rất là cao. Rồi, 1m3 luôn ha cô chú. Dạ. Bình này rất cao luôn. Đặc biệt bình này thì Tết nay nụ sẽ rất là nhiều luôn ha. Nụ kim quá trời nhiều luôn. Cũng phần nụ kim nó lên cũng nhiều lắm. Thì Tết này nụ rất là ngon luôn. Đặc biệt cái hoành thân nó có cái hơn cây út luôn á cô chú. Đây, chồi lên rất là mạnh ha. Dạ. Cây thì quấn rễ từ nhỏ hết à. Cô chú mình sau này nó bụ đế nó nổi lên nhìn nó rất là lực luôn. 1 triệu luôn quý cô chú. À, thì cũng đồng giá 1 triệu ha. Là cũng bao ship luôn cho cô chú. Thì hôm nay em lên 10 bình cũng như là 10 cặp lọc bình mai. Thì cô chú mình ai có yêu thích những cặp nào thì mình cứ liên hệ số điện thoại của em là 0376 640 293. Thì em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem clip. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình. Dạ. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. Cô chú anh chị mình có nhu cầu sỉ lẻ liên hệ trực tiếp với nhà vườn giúp em luôn ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.